Kính chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với kênh channel ô tô Huy Hoàng. Hôm nay Hoàng xin được giới thiệu cho anh chị em mẫu xe Hyundai Tucson nhưng mà nguyên gốc chính cống là xuất xứ từ Hàn Quốc anh chị em nhé. Tức là xe này nhập Hàn anh chị em ạ. Bản xe là bản 2.0 xăng đặc biệt anh chị em ạ. Mang trên mình màu đỏ cực kỳ là bắt mắt và rất là hợp với anh chị em là mang mệnh hỏa nhé. Đấy, xe cũng đã lên bộ body kit gọi là tươm tất luôn. Rồi, anh chị em chúng ta sẽ tham quan một chút anh chị em nhé. Ống đèn pha cốt đây anh chị em ạ. Đấy. Cái đời này thì anh chị em sẽ được trang bị là có hệ thống rửa đèn pha nhé. Đấy. Lên form 2019 thì sẽ không có cái rửa đèn pha này. Đèn định vị sẽ là ở dưới này anh chị em ạ. Đó, và đèn pha xương. Nói chung là những dòng xe Hyundai Tucson bao giờ cũng mang lại cho anh chị em một cái trải nghiệm xe, mặc dù là crossover 5 chỗ gầm cao nhưng mà vẫn tiện nghi như chiếc Santa Fe anh chị em nhé. Đấy. La răng rất lớn anh chị em ạ, 18 inch, đa chấu rất là mạnh và đang chạy lốp Michelin cực kỳ êm. Phải nói là những dòng xe mà chạy lốp Michelin thường là những dòng xe khá là cao cấp. Xe cũng có khung bậc lên xuống ốp bạc anh chị em nhé. Gương chiếu hậu ngoài tích hợp đèn báo rẽ. Và xe cũng đã lên màn hình Android cũng ở đó là cam 360 này. Đấy. Ốp tất cả các viền coi như là chính hãng luôn tại Hyundai anh chị em nhé. Đấy. Ba ga mui đen thể thao, anten hình vây cắm mập, rồi cánh lướt gió thể thao, đằng sau cũng được ốp body kit tiếp anh chị em nhé. Đấy. Rất đẹp. Tất nhiên thì xe Hàn thì chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cả. Kể cả vấn đề anh chị em có phải là xe cúp không cúp điện thì bản đặc biệt sẽ có cúp điện và sẽ có một cổng sạc đằng sau. Đấy. Mặc dù là không có ghế ngồi đằng sau anh chị em nhé, nhưng mà đây là do nhà sản xuất thiết kế để lỡ đâu anh chị em cần cái bơm lốp đằng sau này thì thòng dây qua đây nó sẽ ngắn hơn, là mình phải thòng dây nó hơi lằng nhằng. Đấy. Đằng trong xe đây anh chị em nhé, với tất cả các chi tiết là ốp giả vân gỗ rất là đẹp này. Đấy. Ghế lái thì sẽ có độ thêm nhớ ghế 3 set, ghế lái chỉnh điện hoàn toàn đó, cũng có màn hình GoTech nhá anh chị em nhé, rồi camera hành trình ở đây. Đấy. Đây chúng ta còn có cả phanh tay điện tử này, đầy đủ hết anh chị em ạ. Rồi hàng ghế sau có cửa gió điều hòa và có thảm trải sàn Slimmy 6D rồi cho anh chị em tha hồ nhé. Khung viền kính thì đã được ốp mạ chrome hoàn toàn. Ok anh chị em, giá của em nó tại showroom Vương quốc Cầm Cao hiện đang là hơn 700 triệu một chút anh chị em ạ, và vẫn hoàn toàn có thể thương lượng được anh chị em nhé. Đấy, thì anh chị em có nhu cầu mua bán trao đổi xe hoặc thiện chí muốn lấy xe thì anh chị em hãy gọi ngay cho em Hoàng để biết được thêm các chương trình ưu đãi bên showroom Vương quốc Cầm Cao nhé. Vâng, hoặc để có thể trải nghiệm thực tế thì hãy đến với cả địa chỉ 26 đường Cầu Diễn tại thủ đô Hà Nội ạ. Em Hoàng rất mong muốn được đón tiếp cũng như phục vụ anh chị em. Vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn lại các anh chị em trong các chương trình giới thiệu xe tiếp theo ạ.